các bạn. Đây là mình đây. À, xin giới thiệu các bạn, đây là Lily. Hello. Và đây là Thái, nhà dáng ngồi này. Là hôm nay chúng mình đi cầu treo đúng không, Caspilano. Nhưng mà vẫn chưa đến nơi, đây là mới đi từ lúc 12 rưỡi, bây giờ là 2 rưỡi rồi nhá. Tóm lại là người Việt Nam vẫn đang đợi nhau. 12:40. Chị Linh còn đang ở trên phòng. Đó lúc đấy à chị được rồi thì làm sao? À đây là bố của Thái. Chào ba. Thấy nắng không các bạn? Thấy nắng không? Ai trời chả tí mây nào luôn. Còn đây là một đôi. So cute. They cute, right? Chọc quả mông. Không, có rất nhiều các bạn lắm rồi. Thôi, máy này thì mày có wifi. Bây giờ mà dùng hết pin thì không bao giờ bật nó lại đây. Ủa mẹ đến nơi rồi, đây là cầu treo Castellano. Và đây là look cầu. Look at it. All the way. Thái ơi. Không được sợ độ cao các cậu ạ. Thái là cái công viên. How high up? Công viên trồng ngay trung tâm gì đó. 70 mét. Double Kaplan. Dinosaur still rule the earth. It will take a strike of force to set us to reach the river. Wow. Cao cực kỳ. Ôi, nhưng chỗ này không nhìn thấy sông, ở dưới là cái sông. Thì mình sẽ cho các cậu xem cái sông nhá. 137 mét. Wow. Trên cầu rồi. Ở dưới này là sông. And it's shaking like crazy. Đúng rồi đây, bây giờ rơi xuống đây là hết. Cầm một cái xịt. Ôi, nhún nhảy lắm các cậu ạ. Ôi, kia cũng cái đài quan sát. Observatory. I'm in the middle. Ôi, tắt đường rồi, tắt thậm chí, đường. Thậm chí con không thể balance được đấy. Cầm cái máy. Tao đứng được rồi. Giơ lên xuống thôi. Giơ lên hào hào tay quá. Tay sao? Yes cơ mà. Đấy nhá. Ừ. Ôi, nó đang shaking dị lắm các cậu ạ. Đây cái cầu treo ạ. A small one. Ở phía bên kia mình đang đi ra. No idea đi đâu nữa. Nên mình đang đi xa cầu không? Đi một vòng ở xung quanh. The water turned to ice and split the rock. Đó là như vậy.
thì những cái vết nhớ những cái đá này là do nước biến thành băng tạo lên đấy. Thanks captain. Đúng không? Không đúng ạ. Thanks captain. Nghe tiếng nước chảy ở sông ở dưới. Nước trong vắt kìa, các cậu nhìn thấy không? Discover the importance of water ấy. Nên đây là cây thật đấy, không phải cây giả đâu. Cái tóc khủng bố này đấy. Ủa? Nó cứ để này thôi đúng không? À. 50 năm, 25 năm, 15 năm. Có nghĩ nó để đây từ lâu lắm rồi. Không, nhưng mà nó cũng đây là nó nói là cái nước chảy nó mòn đá như thế thôi. Đây là nước chảy đá mòn. Các em học sinh cấp 1 học có nước chảy đá mòn đến đây. Đến đây biết là nó kiểu field trip. Đi qua biển đó. Đây là xe buýt nhưng mà là đi trên biển thì gọi là xe buýt. Quay em đúng lúc em đang long một. Không ra đâu. Thế cho nổi tiếng em ạ. Ở ngoài kia đang sắp hoàng hôn nhá. Chưa? Mà 7 rưỡi à? Ôi bây giờ 7 rưỡi rồi á. Mặt trời à? Mặt trời đang lặn. Nhưng mà đứng dưới đây chả nhìn thấy cái gì hết. Mệt quá, bây giờ mệt lắm rồi. Kiểu buồn ngủ lắm rồi. I just want to go home.